Người ta ước tính rằng dầu ô liu đã được con người sản xuất trong gần 6.000 năm. Khi lần đầu tiên được sản xuất, dầu ô liu là một sản phẩm tiêu dùng chủ yếu và được sử dụng để nấu ăn, làm sạch và thậm chí làm nước hoa. Người Hy Lạp cổ đại coi dầu ô liu là vàng lỏng, một thứ tốt đẹp được các vị thần ban tặng. Ngay cả Hippocrates, một bác sĩ nổi tiếng của Hy Lạp, đã tôn sùng dầu ô liu như một sản phẩm chữa bệnh mạnh mẽ. Nhưng có bất kỳ sự thật nào đối với những quan điểm này về dầu ô liu, đặc biệt là đối với sức khỏe của chúng ta? Câu trả lời là có. Ví dụ, có một số lượng lớn nghiên cứu cho thấy việc tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm dầu ô liu có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Đó là bởi vì dầu ô liu có nhiều chất béo không bão hòa đơn, chất béo tốt có thể giúp điều trị bệnh tim mạch tổng thể CVD bằng cách giảm cholesterol, một tình trạng ngày càng phổ biến. CVD đề cập đến một loạt các vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm đột quỵ, suy tim và xơ vữa động mạch, sự tích tụ các mảng bám trong mạch máu. Theo CDC, cứ 36 giây lại có một người chết vì CVD ở Mỹ. Nghiên cứu mới đang mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về tác động của dầu ô liu đối với sức khỏe, cho thấy rằng việc tăng cường ăn dầu ô liu có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và hơn thế nữa. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Đại học Tim Mạch Hoa Kỳ đã kiểm tra mức độ ảnh hưởng của dầu ô liu đến sức khỏe tổng thể khi so sánh với các loại dầu khác. Các nhà nghiên cứu bao gồm 90.000 người tham gia từ nghiên cứu sức khỏe của y tá và nghiên cứu theo dõi chuyên gia y tế, cả hai đều bắt đầu vào khoảng năm 1990. Không người tham gia nào trong cả hai nghiên cứu bị ung thư hoặc bệnh tim mạch khi nghiên cứu bắt đầu. Bảng câu hỏi được sử dụng vài năm một lần để đánh giá những thay đổi trong chế độ ăn. Các nhà nghiên cứu ghi nhận sự thay đổi chế độ ăn uống quan trọng là sự gia tăng tiêu thụ dầu ô liu trong số những người tham gia và sự giảm sử dụng bơ thực vật, việc sử dụng các chất béo và dầu khác vẫn giữ nguyên. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người tham gia báo cáo lượng tiêu thụ dầu ô liu cao nhất đã cải thiện đáng kể kết quả sức khỏe so với những người không tiêu thụ dầu ô liu, với nguy cơ tử vong do tim mạch thấp hơn gần 20%. Ăn nhiều dầu ô liu hơn dường như cũng giúp giảm nguy cơ ung thư và suy giảm nhận thức thần kinh. Các nhà nghiên cứu cho biết kết luận của họ ủng hộ các hướng dẫn hiện hành ủng hộ lượng dầu ô liu hoặc các loại dầu không bão hòa khác trong chế độ ăn của mọi người. Các tác giả nghiên cứu cũng lưu ý rằng nhân khẩu học của nghiên cứu sức khỏe y tá và nghiên cứu theo dõi chuyên gia y tế chủ yếu là người da trắng và miền Nam châu Âu hoặc Địa Trung Hải, cho thấy rằng kết quả nghiên cứu có thể không được tổng quát hóa một cách rõ ràng đối với các nhóm dân số khác. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!